kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Vào đúng 9 giờ 30 phút giờ Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay nhau tại đường ranh giới phân định hai miền. Theo chương trình nghị sự, phái đoàn hai nước bàn thảo các vấn đề rất quan trọng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng cũng như các vấn đề liên quan khác. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á sẽ bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 tại Singapore vào ngày 28 tháng 4. Dự kiến nội dung hội nghị sẽ tập trung vào cuộc chiến thương mại, khủng hoảng ở Myanmar và những căng thẳng liên quan đến vấn đề tranh chấp an ninh ở Biển Đông. Ngày 26 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Italia Roberto Fico đã kết thúc cuộc thăm dò với các đảng phong trào Năm Sao và Dân Chủ về việc thành lập một chính phủ liên minh. Theo đó, Đảng Dân Chủ sẽ tổ chức đại hội vào ngày 3 tháng 5 tới để đưa ra quyết định về khả năng liên minh với phong trào Năm Sao nhằm thành lập chính phủ. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Donald Trump đã bàn về các vấn đề song phương cũng như một số vấn đề lớn của quốc tế ở thời điểm hiện tại mà hai bên cùng quan tâm như thỏa thuận hạt nhân Iran, những động thái gần đây của Mỹ liên quan đến việc áp thuế cao đối với sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu, thỏa thuận khí hậu Paris hay việc Mỹ định rút quân khỏi chiến trường Syria. Theo Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi, các chỉ số kinh tế mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của EU đang ở mức vừa phải. Điều này có nghĩa là kinh tế sẽ không tăng trưởng ở tốc độ cao, nhưng sẽ bền vững và trên diện rộng, củng cố kỳ vọng rằng ECB sẽ dừng chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nay. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 3, người dân nước Nga đã tiến hành bầu cử tổng thống và kết quả không ngoài dự đoán. Ông Vladimir Putin đã giành được chiến thắng tuyệt đối với hơn 76% cử tri ủng hộ. Theo đó, ông sẽ là lãnh đạo đầu tiên kể từ thời Joseph Stalin nắm quyền trong 20 năm. Kết quả này thậm chí còn cao hơn so với kết quả bầu cử tổng thống năm 2012 của ông Putin. Chương trình Thế giới sự kiện tuần này sẽ cùng quý vị nhìn lại cuộc bầu cử vừa qua của Nga. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga CEC, ông Vladimir Putin giành được 76,6% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, chính thức đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Kết quả này đồng nghĩa ông Putin nhận được sự ủng hộ từ 56,43 triệu cử tri. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng sản Pavel Grudinin có 11,8% số phiếu. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Vladimir Zhirinovsky giành được 5,67%. Bà Ksenia Sobchak, nữ ứng viên Đảng Sáng kiến Dân sự giành được 1,67%. Ông Grigory Yavlinsky từ đảng Yabloko có 1,04%. Số phiếu bầu của ba ứng viên còn lại đều ít hơn 1%. Trong bài phát biểu chiến thắng gần quảng trường đỏ ngày 18 tháng 3, ông Vladimir Putin cho biết ông coi thắng lợi như một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về thành tựu mà ông đã đạt được trong những điều kiện khó khăn. Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi muốn cảm ơn những ai có mặt tại đây, ở thủ đô Moscow và những người ủng hộ trên khắp lãnh thổ của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều vì kết quả này. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì được tinh thần đoàn kết này. Chúng ta phải suy nghĩ về tương lai của Tổ quốc vĩ đại. Người dân Nga cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với vị lãnh đạo 65 tuổi này. Rõ ràng đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với chính phủ Nga. Hôm nay tôi đến để ủng hộ duy nhất một ứng cử viên, đó là Tổng thống Vladimir Putin. Tôi nghĩ ông ấy xứng đáng với vị trí này và ông cần phải tiếp tục các chính sách của mình. Tôi mong muốn rằng với lá phiếu của mình, chúng tôi sẽ được sống trong hòa bình, trong tình yêu và chỉ có Tổng thống Putin mới là người đảm bảo cho chúng tôi một tương lai như vậy. Tỷ lệ cử tri Nga đi bầu trong cuộc bầu cử này đạt trên 60%. Chiến thắng này của người đứng đầu Điện Kremlin được quãng thời gian ông giữ vai trò trung tâm trong nền chính trị Nga lên gần 1/4 thế kỷ, cho tới tận năm 2024 khi ông Putin 71 tuổi. Ngay sau khi kết quả bầu cử được chính thức công bố, VITV đã có cuộc trò chuyện với Phó Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Vadim Bulikov. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn Phó Đại sứ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Với chủ đề của bầu cử Tổng thống Nga hôm nay, thì ông có thể cung cấp thêm thông tin về kết quả của bầu cử vừa rồi không ạ? Xin cảm ơn các bạn về lời mời đến dự buổi truyền hình và sự quan tâm chân thành đến cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga. Với những đặc thù của hệ thống chính trị Nga, các cuộc bầu cử Tổng thống thường trở thành sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nước chúng tôi. Điều này sẽ quyết định và định hướng sự phát triển đất nước trong những năm tới. Việc tiến hành bầu cử Tổng thống được điều chỉnh bởi Hiến pháp Liên bang Nga và một số luật liên bang.
Đồng thời, trách nhiệm tổ chức bỏ phiếu được trao cho Ủy ban Bầu cử Trung ương, một cơ quan độc lập có quy chế đặc biệt được ghi trong hiến pháp. Ủy ban gánh vác một khối lượng công việc to lớn. Ví dụ, 97.000 khu vực bỏ phiếu được thành lập trong các cuộc bầu cử vừa qua. Trong số này, 393 khu vực đã được mở ở 90 quốc gia nước ngoài. Chúng tôi rất vui mừng vì các công dân Nga ở Việt Nam cũng có thể tham gia bỏ phiếu. Về kết quả bầu cử đã tổng kết vào ngày 22 tháng 3 tại cuộc họp của Ủy ban Bầu cử Trung ương. Ủy ban công nhận cuộc bầu cử có căn cứ và hợp lệ. 73 triệu công dân cả nước, bằng 67,5% đã tham gia. Người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, như các bạn đã biết, là Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin, người đã giành được hơn 76% phiếu bầu. Vị trí thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin. Vị trí thứ ba, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky. Năm ứng viên khác đã ghi được ít hơn 2% phiếu bầu. Ông, trong quá trình bầu cử thì một số đảng đối lập đã cho rằng cuộc bầu cử có dấu hiệu gian lận. Ông có ý kiến gì về điều này ạ? Thật vậy, một số vi phạm đã được phát hiện trong cuộc bầu cử đã được công bố không chỉ bởi phe đối lập hoặc các đảng phái nghị viện, mà còn bởi các nhà quan sát độc lập, trong đó từ nước ngoài. Trên thực tế, có số lượng nhà quan sát kỷ lục trong cuộc bầu cử lần này. Hầu hết mọi công dân Nga đều có thể theo dõi tiến trình bầu cử. Sau khi đăng ký thích hợp thông qua một tổ chức phi chính phủ hoặc đảng phái chính trị, trong đó không nhất thiết là thành viên, việc quan sát các cuộc bầu cử như một hình thức hoạt động công dân gần đây đã ngày càng phổ biến hơn ở Nga, đặc biệt là trong giới trẻ. Những yếu tố vi phạm trong cuộc bầu cử cũng được công nhận trong cuộc họp tổng kết của Ủy ban Bầu cử Trung ương mà tôi đã đề cập. Tại 14 khu vực bầu cử ở 9 khu vực của Nga, kết quả bỏ phiếu đã được tuyên bố là không hợp lệ. Đồng thời đã thông qua quyết định tiến hành kiểm tra toàn diện độc lập về công việc của các ủy ban bầu cử ở Saint Petersburg do có một số lượng lớn khiếu nại trong quá trình bỏ phiếu và kết quả bầu cử. Đồng thời, tôi xin lưu ý đến một thực tế là theo người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamphilova, số vụ vi phạm là không đáng kể trong cả nước và không thể nghi ngờ về kết quả ý nguyện của cử tri. Ngoài ra, hầu hết trong số vi phạm mang tính chất kỹ thuật hoặc liên quan đến sự thiếu hiểu biết của một số thành viên Ủy ban Bầu cử địa phương về các tiểu tiết luật pháp về hồ sơ. Vâng, vậy theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến chiến thắng vang dội của Tổng thống Putin ạ? Chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã nhận được sự ủng hộ cao nhất của cử tri trong lịch sử đất nước chúng tôi, hơn 76%, nghĩa là khoảng 56 triệu người đã ủng hộ ông. Tôi nghĩ rằng bí mật thành công là ở chỗ Vladimir Putin là một chính trị gia mạnh mẽ và có uy tín nhất ở nước Nga đương đại. Hơn nữa, điều này được công nhận ở trong nước và cả ở nước ngoài, và có lẽ ở ngay cả những đối thủ mạnh nhất của chúng tôi. Vladimir Putin rất nổi tiếng ở đất nước thân thiện với chúng tôi, như Việt Nam. Điều này tôi đã nhiều lần có cơ hội xác minh. Vâng, lý do chính cho sự nổi tiếng của Putin ở Nga là ông thể hiện sự quan tâm không phải của nhóm chính trị nào, mà của toàn dân. Điều đáng nói ở khía cạnh này là ông tham gia vào cuộc bầu cử với tư cách ứng cử viên độc lập, tức là dựa vào quần chúng rộng lớn và không đại diện cho bất kỳ đảng phái chính trị nào. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, Tổng thống Putin vẫn thừa nhận Nga phải đối mặt với hàng loạt thách thức, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ vượt qua. Vậy đâu là những thách thức, những nhiệm vụ của Tổng thống Putin trong thời gian tới? Giải quyết mối quan hệ căng thẳng với phương Tây hay cải tổ kinh tế là hai thách thức quan trọng nhất với Tổng thống Vladimir Putin sau khi tái đắc cử. Nhiệm kỳ thứ tư của ông Putin được mở ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ với Nga và các nước châu Âu đang căng thẳng. Việc Crimea sáp nhập vào Nga cộng với những cáo buộc từ phương Tây cho rằng Moscow hậu thuẫn phe ly khai ở Ukraine khiến nước này phải hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt từ quốc tế. Bên cạnh đó, nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cũng khiến mối quan hệ giữa Washington và Moscow rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Vụ kiểm điều viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh đang làm xấu đi mối quan hệ giữa London và Moscow. Giới chuyên gia nhận định, để giải quyết những mối quan hệ không thuận buồm xuôi gió này, Tổng thống Putin cần nỗ lực rất lớn trong 6 năm cầm quyền tới đây. Tuy nhiên, nhà tư vấn chính sách Evgeny Michenko ở Moscow nhận định, khả năng cao ông Putin sẽ không thoái lui. Ông ấy sẽ thúc đẩy để đạt được sự độc lập tối đa từ phương Tây và xây dựng liên minh với các trung tâm quyền lực khác. Thách thức thứ hai liên quan đến kinh tế. Dù nền kinh tế Nga trong năm 2018 đã bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc,
song khôi phục kinh tế vẫn là một nhiệm vụ đầy khó khăn đối với chính quyền Tổng thống Putin và cần đến một sự cải tổ sâu sắc về cấu trúc hệ thống. Trước cuộc bầu cử, ông Putin cam kết giảm tỷ lệ đói nghèo, hứa chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho cơ sở tầng và vạch ra tham vọng tăng trưởng kinh tế 8%. Tuy nhiên, mục tiêu trên được đánh giá là sẽ vô cùng khó khăn khi mà nước Nga đang đối diện với hàng loạt vấn đề như tốc độ tăng trưởng còn thấp, dân số già, nạn tham nhũng và tác động từ các biện pháp trừng phạt. Dù người Nga vẫn yêu quý Tổng thống Putin, những cuộc khảo sát gần đây cho thấy họ ngày càng tỏ ra thiếu tin tưởng vào tình hình kinh tế đất nước. Ông Greg McDowell, chuyên gia về Nga tại công ty tư vấn rủi ro và chiến lược Veris Mavrov nhận định, những tín hiệu khởi sắc có thể được nhìn thấy rõ ở Moscow, nhưng bên ngoài thủ đô, mức lương thực tế của người dân đã sụt giảm suốt 3 năm qua. Tôi cho rằng triển vọng tăng trưởng của Nga trong 3 năm tới là không nhiều. Ông, vậy đâu là những nhiệm vụ mà Tổng thống Putin sẽ phải đối mặt trong 6 năm tới ạ? Như Tổng thống Nga đã nhấn mạnh trong thông điệp của mình gửi Quốc hội Liên bang ngày 2 tháng 3, sự ổn định và bền vững mà Nga đạt được hôm nay, đấy là nền tảng, nhưng không phải là sự đảm bảo để phát triển tiếp theo. Mặc dù Nga ngày nay đã trở thành một trong những cường quốc hàng đầu có tiềm lực kinh tế và quốc phòng hùng mạnh, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được mức cần thiết về mặt đảm bảo chất lượng cuộc sống và sự thịnh vượng của người dân. Tổng thống vừa mới đắc cử đã dựa chính vào điều đó trong bài phát biểu gần đây của mình trước công dân về kết quả cuộc bầu cử, đã nói rằng những ưu tiên chính cho nhiệm kỳ tiếp theo của ông sẽ là tạo ra các công việc mới và tăng hiệu quả của nền kinh tế, tăng thu nhập thực tế của người dân và giảm mức nghèo đói, phát triển cơ sở hạ tầng và xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải quyết vấn đề môi trường và nhà ở. Một trong những cam kết của ông Putin đó là đưa tăng trưởng đất nước trở lại mức 8% như trước đây. Thì ông Putin sẽ phải thực hiện những cải cách gì để đạt được điều này ạ? Tôi cho rằng tôi đã trả lời một phần câu hỏi của các bạn khi nói về những ưu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống mới của Vladimir Putin liên quan đến con đường phát triển của Nga trong điều kiện các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Điều này dĩ nhiên là vấn đề riêng biệt, mà về nó có lẽ có thể tổ chức một buổi truyền hình đặc biệt khác với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế ngành dọc. Về phương diện cá nhân tôi có thể nói rằng thật ngược đời vì có vẻ như Nga trong suốt toàn bộ lịch sử của mình đã phát triển tốt nhất chính nhờ áp lực bên ngoài. Hơn nữa, áp lực càng mạnh bao nhiêu thì chúng tôi càng thành công bấy nhiêu. Hãy xem điều đó ít nhất là vào ví dụ về các biện pháp trừng phạt của phương Tây từ năm 2014 đối với Nga. Tôi nhắc nhở rằng họ đưa ra những hạn chế cá nhân chống lại một số quan chức và doanh nhân, cũng như các hình thức trừng phạt được thực hiện nhằm làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Họ mưu toan đạt được điều gì với sự giúp đỡ của họ? Rõ ràng, mục tiêu của họ là gây bất mãn của đại diện các giới cầm quyền, các giới doanh nhân và dân thường đối với bản lãnh đạo Nga. Trên thực tế, trong cuộc sống của người dân thường có ít nhiều khó khăn. Tại Việt Nam, mọi người nhận thấy ngay điều đó khi vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, số lượng khách du lịch của chúng tôi đến nước các bạn bị giảm mạnh. Nhưng đồng thời, nhờ các biện pháp của Tổng thống và Chính phủ, chúng tôi đã thành công trong việc đưa ra các cơ chế phát triển nội bộ chưa từng được sử dụng trước đây, đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Kết quả của toàn bộ công việc này là năm ngoái nền kinh tế Nga đã tăng gần 2%. Các nhà phê bình mô hình kinh tế của chúng tôi đã liên tục chỉ ra sự phụ thuộc quá nhiều vào giá dầu thế giới. Đồng thời, nhờ các biện pháp được thông qua trong 4 năm qua, sự phụ thuộc của ngân sách liên bang từ thị trường dầu đang giảm dần. Nếu trong năm 2014, thu nhập dầu khí chiếm hơn một nửa số thu ngân sách, thì năm ngoái khoảng 39%. Nhưng trở lại với chủ đề về du lịch mà tôi đã nêu, năm 2017, như các bạn đã biết, về mặt này đã đạt được kỷ lục 574.000 du khách Nga đã đến Việt Nam. Tất cả những thành tựu đạt được, một mặt nhờ các biện pháp quy mô lớn hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước. Một ví dụ sống động về thành công trong chiến lược này là sự tăng trưởng ấn tượng của nền nông nghiệp Nga. Đáng ngạc nhiên là các sản phẩm thực phẩm phải nhập khẩu trong nhiều năm, trong một thời gian ngắn chúng tôi đã học được cách sản xuất tại nước nhà, trên quê hương của chúng tôi. Nhờ đó xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp Nga tăng nhiều lần, mà về khối lượng lần đầu tiên trong lịch sử đương đại Nga đã vượt quá số tiền thu được từ việc bán vũ khí. Một lý do khác, đấy là sự hoạt động tích cực hơn với các đối tác từ những quốc gia chưa tham gia vào lệnh trừng phạt hoàn toàn bất hợp pháp mà có động cơ chính trị của phương Tây. Ở đây trước hết tôi muốn nói đến các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Các doanh nhân của các bạn cũng đã nhanh chóng nhận ra những cơ hội mà thị trường Nga đang mở ra cho phát triển xuất khẩu, năm ngoái đã tăng hơn 1/3. Có những kết quả hữu hình trong hợp tác đầu tư,
Trước hết, tất nhiên là dự án quy mô lớn nổi tiếng tại Việt Nam của nữ doanh nhân Việt Nam Thái Hương là xây dựng một số khu vực của Nga, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sữa. Khu phức hợp đầu tiên được mở vào cuối tháng Giêng tại các khu vực ngoại ô Moscow. Lần lượt còn một số khác sẽ được bố trí cả ở hai khu vực châu Âu của Nga, tỉnh Kaluga và ở Viễn Đông. Còn những gì tôi nói bây giờ là tất nhiên không phải là sự can đảm. Tôi không muốn các bạn hiểu lầm tôi. Các biện pháp trừng phạt như bất kỳ các biện pháp hạn chế nào chắc chắn cản trở sự phát triển kinh tế của cả Nga cũng như các nước mà họ áp đặt. Ví dụ, ước tính các nước EU do trừng phạt đã mất hàng chục tỷ euro và Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu đang cầu xin chính phủ mình hủy bỏ chúng. Chúng tôi cũng cho rằng tốt nhất nếu không có các biện pháp trừng phạt. Song, tôi nhấn mạnh một lần nữa, mặc dù có bất kỳ điều kiện nào từ bên ngoài, Nga sẽ không ngừng phát triển kinh tế và xã hội, vì chúng tôi có khả năng và tất cả các cơ sở vật chất cần thiết. Về quan hệ với Việt Nam thì chính sách của đối ngoại của Nga có gì thay đổi không thưa ông? Tôi tin rằng quan hệ Nga-Việt sẽ phát triển tích cực trong những năm tới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây được quyết định bởi chính logic hợp tác lâu dài giữa chúng ta, cũng như bằng các nỗ lực to lớn được thực hiện trong những năm gần đây bởi lãnh đạo cao cấp, nhân viên khác nhau của các cơ quan chính phủ, các giới doanh nghiệp và nói chung của công dân hai nước chúng ta. Bằng chứng tốt nhất về sự kế tục mối quan hệ Nga-Việt là động thái tích cực trong đối thoại chính trị giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước chúng ta. Mới hôm qua, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã thảo luận một loạt các vấn đề về quan hệ song phương, kể cả trong lĩnh vực kinh tế. Một trong những cuộc gặp cấp cao gần đây là chuyến thăm làm việc tới Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov vừa mới kết thúc vào thứ Sáu tuần trước. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã có một cuộc hội đàm rất hiệu quả với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, đã được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp. Nói về chuyến thăm vừa qua trong bối cảnh của bầu cử, tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam là nước thứ hai mà Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới thăm ngay sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga. Trong số những thành tựu gần đây, xác định việc phối hợp hành động cho những năm tới, trước hết tôi muốn đề cập đến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam đã bước vào năm đầu tiên kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta đã tăng hơn 1/3. Với những chia sẻ vừa rồi của ông ạ, một lần nữa cảm ơn ông tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Cảm ơn. Kết quả ấn tượng của Tổng thống Vladimir Putin không hề gây bất ngờ, bởi ngay trong cuộc khảo sát, ông Putin luôn dẫn đầu trong danh sách 8 ứng cử viên. Trước đó, trong nhiệm kỳ 2012-2018, tỷ lệ tín nhiệm của ông cũng luôn duy trì ở mức 80%. Chính vì vậy, nguyên nhân lớn nhất giúp ông giành chiến thắng chính là được lòng dân. Và với sự đồng lòng của người dân, nước Nga có thể luôn vững bước trước bất cứ khó khăn nào. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.